Xin chào tất cả các bạn, tôi là thành viên của Maca và hôm nay tôi sẽ nói về cái đấu thầu và cái quảng cáo từ khóa liên quan. Thì quảng cáo từ khóa liên quan là gì? Đó là một cái loại quảng cáo mà khi mà khách hàng tìm cái từ khóa thì nó sẽ và vào một sản phẩm thì nó sẽ hiện cái sản phẩm liên quan của chúng ta ra. Thì lấy ví dụ như là tôi đang ở trên trang gợi ý hôm nay, trang Shopee nè, shopee.vn, thì có một cái vị trí trong gợi ý hôm nay, đó là nó sẽ có khoảng 25 vị trí, thì nó sẽ hiển thị là 25 vị trí ở trong cái phần gửi liên quan này. Tôi sẽ kéo cho bạn xem. Thì đây là ví dụ, đây là một cái chữ tài trợ nè, đây kéo xuống ở đây có một chữ tài trợ nữa nè, đây có chữ tài trợ, đây có chữ tài trợ nè. Thì đối với những khách hàng nào đây nữa nè, thì đối với những khách hàng nào mà họ có nhu cầu về cái sản phẩm, về cái ngành hàng thời trang, thì khi bạn đấu thầu cái sản phẩm liên quan về thời trang thì cái khách hàng đó có khả năng nhìn thấy sản phẩm của bạn rất là cao, bởi vì nó sẽ hiện vào 25 vị trí ở phần gửi hôm nay này. Tiếp theo đó nữa là khi mà khách hàng click vào một sản phẩm bất kỳ thì người ta vuốt xuống và người ta tới cái phần cuối cùng, thì đó là cái phần sản phẩm tương tự, thì sẽ có hai sản phẩm tài trợ ở đây. Đấy, nó hiện ở đây nè. Thì khi mà bạn tài trợ sản phẩm liên quan thì nó cũng sẽ hiện ở đây. Hoặc là nó còn có một cái vị trí hiện nữa. Đây. Ở đây, đây vị trí hiện nữa nè. Và ở cái phần có thể bạn cũng thích này nè, nó cũng sẽ có hiện nha. Nhưng mà nó hiện ở rất là xa đằng sau. Đây, đây là hai vị trí hiện nữa nè. Thì nó sẽ hiện như vậy ở những cái vị trí hơi khó tìm, ở cái phần có thể bạn cũng thích nhưng mà rất là dễ tìm, bởi vì nó ở ngay hai cái vị trí đầu của sản phẩm tương tự. Thì nếu như các bạn đấu thầu cái sản phẩm này thì rõ ràng là để mà bạn bán được thì bắt buộc bạn phải chọn những sản phẩm mà bạn bán rất là tốt để bạn chạy cái quảng cáo liên quan này. Nếu như bạn chạy cái sản phẩm đấu thầu từ khóa là bạn hoàn toàn có thể chạy sản phẩm mới, thì ở cái đấu thầu quảng cáo liên quan này bạn chỉ có thể chạy sản phẩm mà bán tốt thôi. Bởi vì nếu như bạn chạy sản phẩm mà mới thì nó sẽ không có lực tương tác, nó sẽ không có được đánh giá, thì tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp. Cho nên bạn nên chọn những sản phẩm nào giá tốt, thực sự tốt và có đánh giá tốt thì bạn hãy chạy cái quảng cáo liên quan này ha. Thì để mà chạy thì chúng ta chọn vào chiến dịch mới. Nhưng mà chọn vào một cái sản phẩm bán rất là tốt thì ở đây sang lấy ví dụ là sang chạy cái sản phẩm này đi ha. Đây, bán 40 lượt nè, sang xác nhận. Thì sau đó thì sẽ tiến hành là chạy cái giá thầu, thì giá gợi ý của nó là 348 đồng. Thường thường thì chúng ta sẽ để cái giá nó tầm tầm ở mức hơn 200 đồng một chút, nhưng mà ở đây thì tôi sẽ tiến hành là bỏ giá là 348 luôn. Đấy, 348 sửa lại tầm 300 đồng thôi đi. Đấy. Rồi, ngân sách không giới hạn ha. Thì tùy bạn nào muốn giới hạn thì giới hạn, ở đây tôi chọn là không giới hạn. Rồi số ngày áp dụng cũng là không thời hạn luôn. Sau đó chúng ta ấn xác nhận. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái mức giá thầu gợi ý hôm nay là cái mức premium. Mức premium tức là gì? Đó là cái mức mà bạn có thể trả trên lên một chút xíu hoặc trả trên xuống một chút xíu. Thì thường nếu như các bạn set ở đây thì các bạn có thể set từ 10% giá trên 10% đối với cái giá thầu là 300 đồng này, hoặc là các bạn đối với cái trường hợp là hai sản phẩm giống y nhau về điểm hiển thị và mức giá thầu cũng bằng nhau thì cái mức premium này chính là cái mức để quyết định là ai sẽ được hiển thị trước, đấy, ai thì hiển thị sau. Thì bình thường các bạn có thể set ở đây là 10% hoặc là các bạn có thể không set, tùy các bạn ha. Này, lấy ví dụ như là sản phẩm tương tự này, tôi đều set là trên nhau 10%, sau đó tôi ấn là thiết lập quảng cáo. Ok, xác lập là thành công. Như vậy là tôi đã thực hiện thiết lập xong cái quảng cáo của tôi ha, cho cái phần là đấu thầu quảng cáo liên quan này. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Nhớ like và share cái video này, cùng với việc subscribe cái kênh Maca của mình để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.